Ok, xin chào các bạn đã đến với channel của Thiệp Phong Hay Nốt. Và lại tiếp tục chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc. Ok, cho các bạn rồi ơi, rất nhiều những câu hỏi rất là hay, rất là thú vị, rất là vui vẻ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục giải đáp thắc mắc cho những bạn rất là... dễ thương. Và sau đây là câu hỏi của bạn. Ok, cũng khá nhiều câu hỏi nha. Làm sao để cho giọng mình làm sao để giọng cho mình dày hơn đó. Rồi rất là nhiều câu hỏi, với lại câu hỏi là làm sao để khi mà các bạn hát bị lên cao á, là cổ họng các bạn có bị chặn lại, hoặc là các bạn không có từ hét voi mà lật qua được á, là do cái hơi thở của mình nó chưa có ổn định đó. Ok, sao nó mờ mờ ta. Rồi thứ nhất là giọng ấm và giọng dày hơn. Ok, chơi luôn rồi. Thì vấn đề hôm nay chúng ta sẽ giải quyết là cái vấn đề về giọng ấm, làm sao để chúng ta có một cái chất giọng ấm và chất giọng dày hơn. Thì biết rồi, khi mà giọng chúng ta dày, giọng chúng ta ấm là nôm na là chúng ta nghe sẽ đầy đặn hơn, nghe chúng ta sẽ tình cảm hơn, nghe sẽ hay hơn. Thì mình nhận những câu hỏi này rất nhiều, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao giọng mình dày hơn và ấm hơn, sẵn tiện giải quyết một số vấn đề là tịt cổ họng luôn. Đó, thì cái vấn đề đầu tiên á, là các bạn để mà có giọng dày, giọng ấm hơn á, thì chúng ta cần phải có một cái khoảng vang ở bên trong, phía sau, để làm cho chúng ta dày hơn. Nó nằm ở dưới, thì làm cho giọng của chúng ta sẽ dày hơn. Đó là cái cấu tạo tự nhiên của một giọng nói, giọng hát. Chúng ta có những cái khoảng vang bên trong như thế này thì giọng của chúng ta sẽ dày hơn. Đó là rất là điều đó rất là bình thường. Đó tự nhiên ha, cái này mình khỏi cần chứng minh lại, tại vì khoa học chứng minh đầy hết rồi. Mình cũng không cần chứng minh. Giọng của chúng ta như thế này là giọng dày hơn. Chúng ta phát âm ơ và chúng ta đưa cái hơi vào bên sau bên trong, mở cái khoảng vang bên trong. Phía sau á thì giọng của ta sẽ dày hơn thôi. Đó nha. Yeah. Mà để làm sao mở được khoảng vang thì phần lớn các bạn bị mắc ở cái vấn đề đầu tiên. Bước 1 ha, là các bạn thường hay bị tịt ở cổ họng. Để tránh được cái tịt ở cổ họng này, các bạn phải đưa hơi lên được cái vòm miệng của mình. Thì có một cái cách, đó là các bạn đầu tiên là các bạn tập xì hơi. Nó đơn giản, thì xì cái hơi của mình nó đưa ra được ở trên cái răng nè. Là nếu mà nó đưa ra được trên cái răng thì chắc chắn là nó đã lên cái vòm miệng của mình rồi. Đó, đó là bước thứ nhất. Và thứ hai là các bạn đưa hơi. Rồi luyện thanh là sẽ là mà quen cái hơi lúc nào nó cũng ở trên đây một cách rất là tự nhiên, dù nốt cao hay nốt thấp. Mà bây giờ mình đưa âm hờ lên ha, để có cái cảm giác là mình đẩy cái hơi lên nhẹ nhàng thôi, đừng có căng thẳng nha. Đó, thứ ba. Tiếp tục thứ sáu, tự nhiên thoải mái vui vẻ nhẹ nhàng. Cái nữa nè. Là hơi của mình nó được đưa lên trên cái vòm miệng rồi. Thì khi mình hát á, thì mình chắc chắn là nó sẽ không tịt cổ họng, bởi vì nó đã qua rồi và nó đã mở được cái thanh quản của bạn rồi, bạn hơi nó được đi qua rồi.
là bước đầu tiên để tránh cái việc gọi là các bạn bị đóng thanh quản. Các bạn cứ kéo từ dưới kéo lên mà các bạn nhắm vào một cái vị trí nào đó trên cơ thể mà các bạn quên là cái hơi nó qua được cái thanh quản đi. Để qua được thì hơi nó phải âm, cái hơi nó phải tụ tập ha, nó phải tập trung ở trên cái vòng họng trước, sau đó rồi nó sẽ vang ra, nó tác động vào các khoảng vang để rồi nó tạo nên âm thanh mà các bạn mong muốn đó. Thì đầu tiên nó phải này, qua được bước đầu tiên luôn. Lên cao xuống thấp thì nó cũng phải ra đây một cách thoải mái nhất. Bước 1. Ok không? Vô ha. Bước 2. Rồi, bước thứ 2. Là sau đó chúng ta đẩy cái khoảng vang này nè để làm dày giọng, để làm ấm giọng hơn. Thì cái công thức đó đó là các bạn sử dụng cái khoảng vang trên cái vào miệng cái hơi đó, các bạn đưa ra phía sau. Bắt đầu đưa nhẹ ra sao? Nhẹ nhàng vui vẻ yêu thương ha. Ok. Nhẹ nhàng vui vẻ yêu thương đẩy cái hơi. Đẩy ra phía sau. Rồi, liên thanh nha. Giữa đây nè, cố gắng nút đầu tiên giữa đây nè. Cố gắng nghe giữa nè. Rồi bây giờ tiếp tục luôn thôi. Tiếp tục nữa. Âm hờ nha, để cho nó cái hơi nó lên. Đó, tập như vậy càng. Đẩy ra phía sau. Ôi, ôi. Đó, có thể mình mở miệng ra và đẩy từ đẩy cái hơi từ trên vào miệng nè. Và ôi là phía sau mà. Ôi, ôi, ôi. Nó cũng là một cái cách có thể là bạn tập theo kiểu mà gọi là dân gian chút xíu, không có kỹ thuật. Mình tập riết cũng quen cái cảm giác thôi. Ôi 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 ôi. Rồi phía sau không? Gắng cảm nhận được nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ vào trong bài hát nhẹ nhàng tình cảm một chút xíu, cùng nhau mình tập, rồi từ từ cũng sẽ quen thôi, quen thôi. Nghe bánh bèo quá. Ok, mình sẽ vô ca khúc còn gì đâu hơn chứ đã từng. Tại cái bài này nó hợp cái cách mà nhả phát âm nhả chữ vân vân, nó hợp để mình chọn nó. Rồi mọi người cùng nhau tập nha. Còn gì đâu hơn chứ đã từng đã dòm đã. Còn gì đâu hơn chứ đã từng đưa ra phía sau. Đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức ủa màu. Tiếp tục nha. Còn gì đâu hơn chứ đã từng đưa ra phía sau. Tới đây nè, từ cái vòng miệng đưa ra. Đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy nên sao lạc nhau nhau sau nè. Tình đẹp nè à, tình đẹp khi tình lỡ ra phía sau.
tình đẹp khi tình lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì. Ok, vô lại nha, đang quay hết pin nha. Ok, rồi lại cứ qua tình đẹp khi tình lỡ. Vô nha, bố. Tình đẹp để hơi hơi. Tình đẹp khi tình lỡ lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì. Ơi, đưa hơi ra phía sau. Nếu không nở nhau, nếu không tiếng nuối. Các bạn nghe dài, giọng sẽ dày hơn. Dày hơn cái giọng mình đang nói. Giọng mình đang nói là bạn bẩm sinh nè. Đó là giọng bản năng của mình, là giọng mỏng. Mỏng lue, mỏng lue. Đó, xong rồi chúng ta sẽ ơi. Tình đẹp khi tình lỡ. Nghe giọng nó khác cái giọng của mình đúng không? Đúng rồi, giống như là giọng của mình. Mình thay đổi cái giọng để cho nó phù hợp với cái nhạc và hay hơn. Đó là kỹ năng, đó là sự tập luyện. Bản năng của mình giọng không có được dày. Ok, nên hát mấy bài này không hay, nên mình phải thay đổi để phù hợp ha. Tình đẹp khi tình lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì. Nếu không nở nhau ra phía sau. Nếu không tiếc nuối ra phía sau nè. Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trắng tay. Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay. Trong tay phải chiến thắng tất cả. Mình dài khờ thế đây. Tiếp luôn nha. Thời gian tan nhẫn ta chỉ biết im lặng. Là đưa ra phía sau là đành lặng. Đành mặc cho nhân duyên sắp đặng. Từng lời đã hứa anh chẳng thể giữ nữa. Anh chẳng thể giữ nữa. Đành phải nhờ người khác. Đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả. Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Đó, ok không? Nghe là giọng dày. Ổn không? Ổn, ổn, ổn à. Đó, thì các bạn tập riết rồi các bạn sẽ quen. Đã, mình đổi giọng liền ha. Qua cái giọng bản năng của mình. Mỏng le. Nhưng mà phần nào đó đi bạn tập được đi, nó tạo thành một thói quen. Nó hình thành cái thói quen đó. Rồi khi chúng ta giao tiếp trong một từ từ là giọng nói của chúng ta cũng sẽ hay hơn nữa. Tôi nói là tập riết rồi cũng sẽ hình thành cái thói quen. Và lúc đó thấm vào trong máu của mình rồi. Thì giọng nói của chúng ta cũng sẽ phát triển và nó cũng sẽ hay hơn. Nó sẽ tình cảm hơn và nó ấm áp hơn. Thế đấy. Rồi bây giờ mình sẽ hát lại một cách không dùng kỹ thuật đó nhiều quá. Chúng ta không dùng cái kỹ thuật đó hết 100%. Chúng ta dùng vừa đủ, chúng ta vừa hay. Và chúng ta áp dụng các kỹ thuật khác vào nữa để cho bài hát nó hay. Không nên lạm dụng một kỹ thuật, bất kể một kỹ thuật nào, mà hãy dùng tất cả và hòa trộn với nhau, tổng hợp nó lại để cho mình làm một cái, để làm cho cái giọng hát của mình nó kỹ thuật nhưng nó rất tự nhiên, nó thoải mái, nó là những cái gì mà nó cái sự biến đổi linh hoạt phù hợp à, chứ không phải gọi là cứ một kỹ thuật là như vậy là opera luôn. Nó còn gì đâu hơn chứ đã từng thấy ghê ha. Ok, và mình sẽ bắt đầu với câu thứ hai là hát làm sao vẫn dày, vẫn vang và vẫn thoải mái, nhẹ nhàng nha. Ok. Phải chăng ta đã quá bồng bột, cứ yêu cứ mơ mộng. Hát hay nè. Mà không thể biết yêu một người thế nào. Để rồi khi học cách yêu rồi mới nhận ra chúng ta chẳng còn lại gì ngoài chữ đã từng. Tình đẹp khi tình lỡ. Nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì.
xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài cơ thế đây. Thời gian tan nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác chúng ta sau. Nhắc nhớ là gánh vác chúng ha, gánh vác chúng ta sau này, chúng ta sau này. Đấy, vẫn vang nhưng mà vẫn phải có những cái kỹ thuật khác, falsetto đấy. Chúng ta sau này nha, yeah. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, tự sự sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Rồi, ok. Đó là cái cách mà để chúng ta vang giọng và dày giọng. Nhưng mà không chỉ dày thôi, ok, giọng ấm, giọng dày. Nhưng mà khi mà để mà hát hay một bài hát thì như thế thì nó sẽ bị thiếu những cái tần số khác. Ví dụ như nếu mà chỉ hát ở đây thôi thì cái tần số cao và tần số trầm và tần số sáng, chép á, gọi là giọng nó có tần số sáng thì là không có. Thì nên là khi mà hát là mình phải áp dụng kỹ thuật tổng quan luôn. Và mình vang hết, chứ không chỉ là vang phía sau. Vang phía sau là tập cho biết thôi nha các bạn. Tập cho hiểu và tập từ từ nó thấm vô máu mình, rồi mình tập tiếp những kỹ thuật khác. Vì thế mà muốn hát hay á, là phải đăng ký kênh của mình và tiếp tục ủng hộ những cái video của mình để các bạn có thể hát hay hơn, và mình cũng có thể là mình sẽ truyền đạt những cái điều hay đến cho mọi người thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn luôn may mắn và gặp nhiều niềm vui. Bye bye. Xin chào.